Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc ngày 4 tháng 4 cho biết đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho đợt bỏ phiếu sớm trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 10 tháng 4 tới. Hôm nay, 5 tháng 4, cử tri Hàn Quốc bắt đầu đi bỏ phiếu sớm kéo dài trong 2 ngày. Theo Ủy ban bầu cử Hàn Quốc, cử tri đủ điều kiện sẽ có thể đi bỏ phiếu sớm tại hơn 3.500 điểm bỏ phiếu trên toàn quốc từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong 2 ngày. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất nhằm đảm bảo việc bỏ phiếu diễn ra thuận lợi và minh bạch. Toàn bộ thông tin về kết quả thăm dò dư luận sẽ bị cấm từ ngày 4 tháng 4 đến hết ngày bầu cử 10 tháng 4 do lo ngại có thể ảnh hưởng đến tâm lý cử tri, làm giảm tính công bằng của cuộc bầu cử. Trong khi đó, Cơ quan Giám sát Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc cho biết, tỷ lệ cử tri ở nước ngoài đăng ký tham gia tổng tuyển cử ngày 10 tháng 4 cũng được ghi nhận ở mức cao nhất từ trước đến nay là 62,8%. Dự kiến, cử tri Hàn Quốc sẽ bầu chọn 300 ghế nghị sĩ tại Quốc hội, trong đó 254 ghế được bầu theo hình thức trực tiếp và 46 ghế theo tỷ lệ đại diện chính đảng.